mọi người, món skincare mà mọi người yêu thích nhất năm 2020 là gì? Đối với Linh thì sẽ có khá khá những món đồ skincare mà Linh thích ở đây. Thế nên là chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả series Best of 2020. Và bọn mình sẽ nhắc về những cái món skincare mà Linh đã thích nhất cho năm vừa qua nhé. Bắt đầu thôi! Ok, phần đầu tiên bọn mình sẽ đi qua đó chính là phần cleanser hay là những cái sản phẩm về làm sạch cho da mặt. Thì trong năm vừa rồi Linh sẽ có hai sản phẩm thuộc hạng mục này. Thì đầu tiên sẽ là về dầu tẩy trang. Bạn này thì thực ra là nó đã gắn bó với Linh từ rất là lâu rồi, phải hơn 2 năm rưỡi nay liền, kể từ hồi mà mình mới bắt đầu về Việt Nam ấy, là mình đã bắt đầu dùng thử em này. Và xuyên suốt từ đấy cho tới tận bây giờ, lúc nào trong phòng tắm của Linh cũng sẽ có một lọ như thế này, bất kể là mình có dùng thêm một cái sản phẩm gì khác. Nhưng mà anyway, quanh đi quẩn lại thì đây vẫn sẽ là cái lọ dầu tẩy trang mà Linh cảm thấy nó giống như kiểu là holy grail nhất. Bạn này thì là của Shu Uemura, có tên là Skin Purifier All Time 8 Sublime Beauty Cleansing Oil. Theo như Linh nhớ thì đây là cái dòng dầu tẩy trang mà kiểu đắt tiền nhất cũng như là cao cấp nhất của Shu. Và giá của nó thì thực ra không hề rẻ một chút nào cả, nhưng mà một lọ này thì nó rất là to. Một mình Linh dùng ạ thì cũng phải tầm hơn 1 năm mới hết, thế nên tính ra thì nó cũng sẽ không quá đắt. Nhưng cái điểm mà mình thích nhất của bạn này đó chính là khi mà mình nhũ hóa, mình không mất quá là nhiều thời gian để mình có thể gột rửa, và cảm giác sau đấy trên mặt ấy nó rất là sạch. Nó tẩy trang được, make up đủ các thể loại mà bám nhất, lâu trôi nhất, mà nó có cảm giác như là cái chất dầu ấy nó vừa đủ độ dày, khiến cho mình massage rất là sướng. Ngoài ra trong phần cleanser ấy thì có một sản phẩm Linh cũng đã nhắc qua ở trong video Empty Town, chắc chắn là sẽ lên trước video này. Nhưng mà tại vì đây là cái sản phẩm sữa rửa mặt mà Linh cảm thấy là Linh tận hưởng cũng như là Linh enjoy sử dụng nó nhất trong năm vừa qua. Và đây là cái lọ thứ 3 mà Linh dùng rồi. Thực chất là bởi vì có cả anh Hải dùng cùng với cả Linh nữa, thế nên là nó cũng nhanh hết hơn rất là nhiều. Đây là cái sản phẩm của Dove, có tên là Dove Beauty Serum Facial Cleansing Mousse. Bạn này mà Linh đang dùng thì nó là màu xanh, nhưng mà thực ra Linh đã dùng hết qua các màu còn lại rồi. Và màu xanh lá cây là cái màu mình dùng trước tiên. Nói gọn lại thì cái này nó rất là tiện. Nó là sản phẩm sữa rửa mặt tạo bọt một cách rất là nhanh chóng, và Linh có thể kết hợp nó sử dụng cùng với cả máy Foro của Linh rất là nhanh. Và rửa ấy cảm giác như là nó không bị quá là nhiều bọt, và nó gột đi một lần nữa cũng rất là nhanh. Và mình có thể dùng cả sáng lẫn tối, rất là ok. Thế nên là Linh cảm thấy là mình có ấn tượng nhất với cả em sữa rửa mặt này trong năm vừa qua, vậy nên là bạn ấy sẽ nằm trong danh sách Best Skincare của 2020 của Linh. Sau phần cleanser thì thường là Linh sẽ sử dụng toner các thứ, nhưng mà năm nay thì Linh cảm thấy là toner các loại mà Linh dùng á thì nó không có loại nào là không tốt, nhưng mà để gọi là Linh ấn tượng nhất hay là kiểu xài đi xài lại nhiều nhất á thì chưa có. Thế nên là bọn mình sẽ nhắc tới một cái skincare routine khác mà Linh nghĩ cũng rất là quan trọng, đó chính là những cái bước mà sử dụng tẩy da chết hóa học các thứ này kia. Và trong năm vừa rồi thì Linh nghĩ là bạn này nó cũng rất là nổi, đó chính là nhãn hàng Biologic Researcher. Không nhớ là mình có đọc cái này đúng không, nhưng mà đại loại là hãng Biologic. Và trên tay Linh thì là hai lọ lotion nha. Một lọ là lotion P50W và một lọ là lotion P50. Đây là một cái dạng như kiểu tẩy da chết hóa học mà nó thuộc dạng nước ấy. Đôi khi cảm giác mọi người có thể dùng nó thay luôn cho bước toner cũng được, bởi vì đây là một dạng kiểu toner acid, thế nên nó sẽ có khả năng mà làm sạch da cho mọi người này, cũng như tẩy da chết các thứ này kia. Anyway thì mình sẽ không review quá sâu về thành phần của cái sản phẩm này, nhưng mà tại vì năm vừa qua Linh sử dụng bạn này, Linh cảm thấy nó thay đổi làn da của Linh một cách rõ rệt nhất so với tất cả những cái loại toner acid mà mình đã từng sử dụng. Bạn lotion P50W này thì theo như Linh nhớ nó sẽ là cái mà có cái gì nhỉ, phần trăm nhẹ nhất của các loại lotion P50 của Biologic. Thế nên là Linh đã bắt đầu với cả lọ này đầu tiên. Lọ này nhìn bé xíu thôi, 50ml, nhưng mà dùng cũng rất là lâu luôn mọi người. Và sau khi mà Linh sử dụng sau buổi đầu tiên, Linh vẫn nhớ cảm giác là ôi, lỗ chân lông cũng như là da ấy, nó mềm mịn hơn rất là nhiều. Lỗ chân lông nó thu nhỏ hẳn lại, và cảm giác như là mỗi khi mà mình lên mụn ấy, hoặc là bắt đầu nhen nhóm có mụn, thì nó sẽ khiến cho cái mụn đấy của mình nó hết nhanh hơn, hoặc là nó khô lại nhanh hơn, hoặc là lên cổ nhanh hơn nữa. In anyway thì sau đấy một thời gian, Linh có chuyển lên sử dụng một cái loại nặng đô hơn, bởi vì mình đã dùng hết bạn này. Thì lotion P50 nó là loại hình như Linh nhớ là mạnh nhất, hoặc là at least là mạnh hơn P50W này. Và Linh, cái này thì Linh sẽ phải dùng thêm cùng với cái nước cho nó loãng hơn, bởi vì nếu không thì nó sẽ hơi thâm chích trên mặt, bởi vì nó khá là nặng.
Nhưng mà tổng cộng lại thì cái bạn này nó rất là tốt để mọi người sử dụng làm cái loại tẩy da chết hóa học. Và Linh thấy là cái tác dụng của nó thực sự rất là hiện hữu và thực sự nó rất là rõ rệt ở trên da. Đợt vừa rồi thì do Linh có test thử thêm cái này cái kia, thế nên là bẵng đi một thời gian, phải ít nhất là tầm hơn 2-3 tháng gì đấy, Linh tạm dừng sử dụng cái này để Linh có thể test những sản phẩm khác. Thì mình có thể thấy là da của mình ấy, nó sẽ không được ở trong cái trạng thái tốt nhất như là lúc mà mình sử dụng bạn này. Vậy nên là trong năm vừa qua thì Linh vote là cái Biologic Retracer, lại lotion P50 hay là các dòng P50 của Biologic, nó thực sự rất là tốt, rất là đáng tiền. Mặc dù rất là đắt nhưng mà Linh nghĩ mọi người nên mua, bởi vì dùng cũng không bị hết quá là nhanh đâu. Vậy nên là bạn nào mà còn băn khoăn về cái sản phẩm này thì mọi người nên mua, nên tìm hiểu thêm, nên sử dụng và nên bắt đầu cho nó vào trong cái skincare routine của mọi người nhá. Ngoài cái Biologic kia thì có một cái khác để mọi người cũng có thể sử dụng làm tẩy da chết hóa học cũng như là dùng thay cho toner mà dạng toner có tính acid hơn á. Thì bạn này nó nhẹ dịu hơn, nó sẽ thân thiện hơn với cả làn da, nó không quá là mạnh như cái kia. Chủ yếu bạn này thì sẽ chỉ có thành phần là AHA thôi, cũng chiết xuất từ tự nhiên, từ táo luôn, từ xem với cả cái Biologic Retracer. Nhưng mà bạn này thì giá nó mềm hơn một chút, và Linh cũng đã từng cho nó vào trong hình như Monthly Favorites của Linh rồi. Đây là bạn Google Apple AHA Clearing Pack nha mọi người. Cái này thì nó sẽ thuộc dạng như là từng cái miếng bông gòn á, và mọi người sẽ lấy ra dùng suốt cả một tháng. Linh quên mất là trong này nó có bao nhiêu miếng rồi. Và đây 70 miếng thì Linh nhớ là Linh dùng liên tục cả sáng lẫn tối, nói chung là khoảng tầm 3 tháng thì đấy là sẽ sử dụng hết một cái hộp này nếu như mọi người sử dụng liên tục như thế nhá. Bạn này á, thì nó sẽ có phần trăm là 0.5% AHA, rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng không hiểu sao khi mà Linh sử dụng sản phẩm này nó có tác dụng rất là tốt trên mặt Linh, cũng tương tự như bạn Biologic kia, nhưng mà giá thành của nó rẻ hơn rất là nhiều. Bạn này thì Linh cứ cầm cái miếng pad đấy và exfoliate, mình sẽ xoa xoa trên mặt thì cảm giác như là lỗ chân lông nó cũng rất là thông thoáng, làm sạch rất là tốt. Cũng có tác dụng là hơi thu nhỏ lỗ chân lông của mọi người lại, bởi vì nó được làm sạch khá là tốt mà. Thế nên là bạn này á rất là tuyệt vời luôn. Mà ngoài ra thì bạn này có điểm cộng hơn một chút là mùi của nó rất là thơm. Mùi của nó thì có mùi kiểu hơi hương táo nhẹ mà một cách rất là tự nhiên, chứ không kiểu bị mùi hóa học một chút nào cả. Vậy nên Linh vote với cả mọi người, đây là loại AHA Clearing Pack mà Linh thấy đáng giá nhất, đáng sử dụng nhất và đáng thử nhất với cả mọi người nhé. Rồi, tiếp theo là một cái bước khác. Bước này thì là phần Essence. Essence thì Linh cũng có thử khá là nhiều, nhưng mà năm vừa rồi ấy, thì Linh cảm thấy Linh bị khá là nhiều các vấn đề về dị ứng này, cũng như là da của mình rất là dễ bị thay đổi khi mà thời tiết thay đổi, thế nên nó nhạy cảm hơn rất là nhiều. Và trong năm vừa rồi thì Linh cảm thấy là bạn này khiến Linh cảm thấy an tâm nhất, dù cho da của mình dưới bất kỳ một cái tình trạng như thế nào. Thì đây là bạn I'm From Mugwort Essence. Cái hãng này thì là một hãng kiểu indie brand của Hàn, Linh nghĩ là cũng khá là nổi tiếng mà mọi người cũng biết khá là nhiều rồi. Chủ yếu những cái sản phẩm của I'm From ấy, nó sẽ không có gì quá là đặc biệt cả, nó sẽ chỉ tập trung vào một cái nguyên liệu cũng như một cái thành phần duy nhất, và nó sẽ bao quát hết trong cái sản phẩm như vậy. Thì bạn này á, là nó có chiết xuất từ mugwort, là từ lá ngải cứu, thế nên nói chung nó sẽ rất là phù hợp cho bạn nào mà da siêu nhạy cảm và cần được làm dịu nhẹ da này, cũng như là cung cấp độ ẩm cách rất là nhẹ nhàng. Mỗi lần mà Linh dùng ấy, và đặc biệt là những khi nào mà da của Linh bị nổi mụn này, mẩn đỏ này, hay là bị dị ứng da ở trên mặt, thì Linh đều sử dụng em Essence này để giống như kiểu như là nó làm dịu nhẹ làn da của mình lại, và Linh cảm thấy rất yên tâm khi sử dụng bạn này. Bạn này thực sự không hề đắt một chút nào cả mà dùng thì rất là thích. Ok, bây giờ thì sẽ tới phần skincare mà Linh thích nhất, đó chính là serum. Đối với cả Linh ấy, serum luôn luôn là một bước rất là quan trọng. Nó là một bước quyết định nhất trong cái skincare routine của mình, bởi vì hầu hết các sản phẩm serum thì giống như kiểu nó sẽ chứa tất cả cái gì tinh túy và nó sẽ mang lại cái hiệu quả nhanh nhất ở trên mặt. Thì trong năm vừa qua trước mặt Linh, Linh có 5 cái loại serum mà Linh yêu thích nhất. Trong đấy thì sẽ có duy nhất một cái là của Hàn Quốc, và giá của nó cũng là giá gọi là phải chăng nhất trong tất cả các đống serum của Linh. Những bạn còn lại thì đều thuộc dòng high-end. Trên tay Linh thì là bạn Google Green Tangerine Vitamin C Jackpot Serum. Bạn này thì thực ra Linh có collab với cả Google, và khi mà Linh sử dụng thử test thử sản phẩm của họ
thì mình không thể ngờ được rằng cái sản phẩm này nó lại có tác dụng quá là vượt trội đến như vậy, để mà có thể làm mờ được các vết thâm ở trên da của Linh này, cũng như là làm sáng da với cả cái tốc độ khá là nhanh so với cả những cái sản phẩm kể cả hai em. Bạn này thì Linh có nguyên hẳn cái video test thử trong vòng mấy ngày, 7 ngày hay 14 ngày gì đấy Linh quên mất rồi, nhưng mà nói chung là có một cái video test thử rất là đầy đủ. Bạn này khi mà nó cải thiện cái lớp da, cái skin tone cũng như là những cái gọi là gì, vết thâm do mụn để lại sớm hoặc là để lại đã khá là lâu ấy, thì nó đều có khả năng là mờ vết thâm rất là nhanh luôn. Thành phần chất xuất nó khá là kỳ lạ, kiểu như nó chất xuất từ green tangerine là gì, quýt xanh. Thế nên Linh thấy là nó đặc biệt hơn những loại khác là một, thế nên nó kêu gọi mình sử dụng nó nhiều hơn. Và ngoài ra thì là những cái gì mà cam, quýt chanh, bưởi thì Linh rất là thích. Tóm gọn lại, đây là một bạn serum rất là đáng mua, và thực sự thì bạn này cũng được gọi là best seller của Olive Young luôn. Vậy nên bạn nào mà đang cần tìm một cái gì đấy cho da sau khi đã điều trị mụn, và mọi người cần điều trị nốt thâm cho mụn, hoặc là mọi người muốn làm sáng da hơn một cách tự nhiên và không gây hại tới da, thì mọi người nên tham khảo cái bạn Poodle này nhá. Tiếp tới thì sẽ là bốn sản phẩm serum nhưng mà đều thuộc các hãng hàng hai em mà Linh thấy nó cũng rất là đáng để sử dụng trong năm vừa qua. Thì đầu tiên đó chính là serum của Sumasu, có tên là First Care Activating Serum. Linh nghĩ nó đã quá là nổi tiếng và có rất là nhiều bạn đã review rồi, nhưng riêng cái phần này thì Linh muốn cho vào Best of Beauty năm nay, bởi vì đây là cái phiên bản hệ mới nhất, là phiên bản số 5, với cả những cái thành phần mà activating nó được phát triển hơn này, công nghệ tốt hơn. Và thực sự là bởi vì Linh đã từng dùng những cái First Care Activating Serum này của các phiên bản cũ, thế nên cho tới năm nay khi mà Linh lần đầu tiên sử dụng cái phiên bản mới này là thế hệ 5 ấy, Linh cảm thấy được cái sự vượt trội nó khác biệt hẳn luôn. Từ cấu tạo cho nó sánh hơn, đặc hơn, màu nó đậm hơn, và cái hiệu quả nó mang lại trên da sau một đêm ý, nó rõ rệt hơn lên hẳn rất là nhiều. Ví dụ như những cái phiên bản cũ trước đây Linh dùng của First Care ấy, thì nói chung là nó nuôi dưỡng duy trì rất chi là kiểu nhẹ nhàng. Nhiều khi mọi người phải dừng lại thì mọi người mới thấy được tác dụng của nó trên da là như thế nào. Nhưng đối với các em này, Linh nhớ là cái đêm đầu tiên sau khi mà Linh dùng xong, mất sáng hôm sau dậy, da nó căng, nó mịn hơn hẳn, và Linh cảm giác như là tác dụng của nó vượt trội hơn hẳn một cách rõ rệt, và mình có thể cảm nhận được ngay lập tức. Nó sẽ nuôi dưỡng làn da một cách rất tốt, với cả các cái chất xuất thành phần từ nhân sâm, các thứ rất là quý giá của Sumasu đã nghiên cứu rất là nhiều năm mang lại nhá. Bạn serum thứ ba mà Linh thích nhất trong năm vừa qua đó chính là bạn Lancôme Advanced Genifique này. Linh cũng biết đây là một cái dòng serum mà đã nổi tiếng từ rất là lâu rồi, nhưng không hiểu sao được tận đầu năm vừa rồi thì mình mới bắt đầu sử dụng em Advanced Genifique. Thì thực ra em Advanced Genifique này là Linh cảm thấy là để mà nói là nó có tác dụng rõ rệt qua đêm ý, sau một đêm ý, thì Linh không thấy. Nhưng mà Linh cảm thấy đây là một cái loại serum mà rất là phù hợp và rất là tốt để mình sử dụng cho cái quá trình mà mình muốn sử dụng các loại serum chống lão hóa, với cái dạng là nó nuôi dưỡng dài lâu hơn và tác dụng của nó sẽ thể hiện sau một thời gian dài sử dụng. Cái pump này ra xong á, mọi người chỉ cần vỗ 2-3 lần nó thẩm thấu vào da rồi, và Linh có thể cảm thấy là nó giúp cho da mặt của Linh ý căng cũng như săn chắc hơn, cũng như là có đầy đủ các dưỡng chất hơn. Và bởi vì trong này thì nói chung nó có rất là nhiều những cái công nghệ đặc quyền của Lancôme Advanced Genifique mà đã nói chung là được chứng nhận từ rất là lâu, và cũng có rất là nhiều bạn sử dụng. Tương tự với cả bạn này thì như Linh đã từng review trong cái video serum review rất tận lần trước, similar nhất với cả bạn này thì đó chính là bạn Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex 2. Khi mà sử dụng song song cũng như là Linh đã test với cả những bạn này khá là nhiều rồi, thì Linh cảm thấy là cái tác dụng của nó cũng là để cho làn da chống lão hóa này, cho những bạn mà có làn da từ 25 tuổi trở lên, và mọi người cần tìm cái loại serum cô đặc có tác dụng tốt để mọi người có thể duy trì và giữ cái làn da của mọi người không bị nếp nhăn sớm này, hay là được cung cấp thêm dưỡng chất và để bổ sung giúp da tái tạo và phục hồi sau đêm ạ. Nói chung là một cái tác dụng duy trì rất là tốt để dùng hàng ngày, hàng tối, thì mọi người nên sử dụng một trong hai cái bạn này. Linh thấy là thực sự rất là khó để chọn, nó giống như kiểu hỏi là có yêu bố hơn hay yêu mẹ hơn á. Thì basically nó là cái cảm nhận của Linh về hai bạn này.
này. Vậy nên là vote cả hai bạn này best of skincare serum dành cho những cái loại serum mà để mình có thể dưỡng da chống lão hóa. Mẹ chồng của mình có sử dụng những cái loại như thế này của Lancôme và Estee Lauder, và mẹ chồng mình có bảo là ui, nó kiểu khiến da của mẹ chồng mình tốt lên hơn hẳn rất là nhiều, săn chắc hơn lên hơn rất là nhiều. Thế nên có thể đối với cả độ tuổi mà cao hơn hoặc là lão hóa nhiều hơn á, thì mọi người sẽ thấy được tác dụng của nó hiện hữu hơn ở trên mặt. Nhưng dù sao thì đây vẫn là hai cái loại serum chống lão hóa mà mình cực kỳ vote cho năm nay nhá. Linh nghĩ là Linh nhắc nhiều quá rồi, nhắc nhiều tới mức mà như không muốn nhắc về em này nữa. Thế nên đây Linh nghĩ sẽ là lần cuối cùng Linh nhắc về bạn này ở trên video, cho đến lúc mà mình tìm được một em khác tạo được niềm cảm hứng hơn. Ok như nhá, như đang ở đằng sau máy quay mọi người. Đây là bạn Estee Lauder Avant Night Repair Intense Reset Concentrate. Đây là một cái bạn serum mà sử dụng cho trường hợp SOS khẩn cấp rất là tốt, và nó sẽ khiến cuộn da của mình phục hồi cực kỳ nhanh sau một đêm, rất là phù hợp. Ví dụ như là ôi hôm sau là phải đi ăn cưới bạn này, rồi hôm sau là phải đi gặp người yêu, hay là hôm sau phải đi gặp crush mà tự dưng tối hôm trước mọc lên một con mụn, hay là ngủ không đủ vì làm bài đêm á, thì mọi người sử dụng bạn này nó sẽ khiến cho da của mọi người giống như kiểu được tái tạo và có được một lớp da mới ngay sau trong vòng một đêm. Thì em ý rất là xứng đáng để được vinh danh trong năm 2020. Thế nên là một tràng vỗ tay cho bạn serum trong phần cuối cùng. Bọn mình sẽ chuyển tới phần kem mắt. Kem mắt thì năm vừa rồi Linh chỉ có hai loại thôi, và đây là hai loại mà Linh, một cái dùng cho buổi sáng và một cái mà Linh dùng cho buổi tối, mà Linh cảm thấy là yêu thích nhất, và Linh cảm thấy là somehow somewhat là nó có tác dụng nhất ở trên da mắt của mình. Rồi thì bạn đầu tiên mà Linh hay sử dụng cho buổi sáng á, thì là bạn Suwasu Bloomstay Vitalizing Eye Cream. Bạn này thì nó sẽ đi kèm cùng với cả một cái applicator, một cái mà để mọi người có thể bôi lên mắt, rất là mát, rất là dễ chịu, và lấy cũng rất là dễ nữa. Linh hay sử dụng bạn đấy một buổi sáng và massage để cho mắt của mình nó đỡ bị sưng ấy. Mỗi khi mà sáng mọi người thức dậy thì đôi khi mắt của mọi người nó sẽ kiểu bị sưng húp lên, nhìn trông lệch kinh, màu kiểu hơi hồng nhạt. Và mùi thì Linh thực sự rất là thơm. Nhiều khi Linh cảm thấy là Linh bị yêu bạn này nhiều nhất là bởi vì cái mùi hương của nó sẽ khiến cho mình luôn luôn cảm thấy như là rất là happy, rất là vui mỗi khi mà mình được ngửi thấy nó. Bạn này thì bởi vì nó là dạng texture gel nên là rất là dễ để thẩm thấu vào mắt. Linh hay đánh ở phần này này, phần ở dưới mắt này, cũng như mình hơi đánh lan lên đây một tí nữa, bởi vì nhiều khi vết chân chim hay là vết nhăn ấy nó sẽ xuất hiện đây khá là nhiều. Và cái bạn này thì Linh cảm thấy là nó sẽ giúp cho da mắt của mình có đầy đủ năng lượng này, cũng như là độ ẩm này. Và bởi vì trong này thì theo như Linh nhớ thì nó có chiết xuất của hoa mai mơ, thế nên đại loại là nó có tác dụng giúp cho mình chống lão hóa. Tạm thời thì chưa thấy có thêm vết nhăn nào ở trên mắt cả, thế nên chắc là nó cũng có tác dụng. Linh cảm thấy là kem dành cho mắt ấy là cái thứ khó mà test nhất ấy. Kiểu nhiều khi mình đang không biết là mình có cần nó trong cuộc đời không, nhưng mình vẫn muốn nó có trong cuộc đời, kiểu như là vậy. Còn cái loại buổi tối mà Linh sử dụng á thì là của Estee Lauder nhá. Cái bạn này thì là Advanced Night Repair Eye, cũng thuộc dòng Supercharged Complex giống như là cái bạn serum á. Thì cái bạn này Linh nghĩ là cái tác dụng của nó sẽ mạnh hơn một chút so với cả bạn Suwasu này, thế nên nó cũng phù hợp để mọi người dùng buổi tối hơn. Tất cả những cái thành phần nguyên liệu như nào đấy thì Linh nghĩ bây giờ mọi người hoàn toàn có thể lên website của hãng hay là trên các trang thương mại điện tử sẽ có thông tin rất là nhiều và đầy đủ. Nhưng mà có bạn của Linh sử dụng cái Estee Lauder này thì lại bị kiểu hơi bị kiểu đỏ vùng da thế này và hơi bị kích ứng. Thế nên là Linh nghĩ khi mà mọi người dùng bạn Estee Lauder này thì mọi người nên mua những cái mà dạng tester hay là những cái sample size để thử trước. Có thể là da của bạn quá là nhạy cảm ở vùng da dưới mắt thì nó hơi bị khó để sử dụng, cũng như là dễ bị kích ứng hơn. Còn đối với những của da của Linh thì Linh dùng gần hết lọ này rồi và Linh cảm thấy rất là thích. Mỗi tối Linh cũng đều bôi ở dưới mắt và Linh cảm thấy là at least là trong năm vừa qua mình không bị thêm một cái vết nếp nhăn nào đấy quá là nhiều ở phía đuôi mắt hay là vết chân chim. Kem bôi cho mặt thì năm vừa qua Linh có ứng cử ra 3 bạn kem dưỡng da bôi cho mặt với những cái tác dụng chủ yếu là giống nhau, là cung cấp độ ẩm cho da, nhưng mà mỗi cái thì nó khác khác một xíu xíu mỗi lần mà mục đích mình sử dụng của nó là gì. Thì đầu tiên đó chính là bạn Suwasu Bloomstay Vitalizing Cream. Bạn này thì cùng một dòng với cả em kem mắt mà Linh vừa mới cả review với cả mọi người, nhưng mà cái này là Linh có một bộ ấy, thế nên Linh dùng luôn và cũng là Linh rất là thích cái mùi thơm của nó. Nhưng mà cái chất kem của bạn này này thì nó là thuộc dạng
cream dặn kem chứ không phải là dặn gel giống như cái kem mắt kia. Mặc dù vậy thì cái cream này khi mà mọi người tán ra bôi ra thoa ra trên da ấy, thì nó thẩm thấu cũng rất là nhanh và nó không để lại cái cảm giác là chất kem này nó bị quá dày hoặc là nó bị mất quá là nhiều thời gian để thẩm thấu vào da. Vậy nên bạn này Linh dùng rất là thích và chủ yếu nha, Linh lại hay dùng bạn này vào buổi sáng nhiều hơn. Tất nhiên là có những hôm thì mình hứng lên thì mình vẫn dùng buổi tối thôi, nhưng mà buổi sáng là Linh dùng bạn này nhiều nhất bởi vì nó mang lại cho mình cái cảm giác rất là refresh khi mà người với sản phẩm, và nó có khả năng thẩm thấu vào da rất là nhanh. Đại loại là nó sẽ có tác dụng trẻ hóa làn da cũng như là mang lại sức sống hồi xuân cho da của mọi người, bla bla bla. Cái phần về trẻ hóa làn da Linh không có rõ lắm, nhưng mà nhìn chung ấy thì đây là một cái loại kem dưỡng da mà Linh cảm thấy rất là enjoy để sử dụng cho cả sáng lẫn cả tối. Và về các tác dụng của nó thì Linh nghĩ là nó có tác dụng duy trì hơn, nó sẽ không thể hiện một cách rõ rệt ngay lập tức, nhưng mà để sử dụng hàng ngày á thì Linh cảm thấy khá là yêu thích. Bạn I'm from Mugwort Cream, về cơ bản á thì tác dụng của nó cũng y hệt như bạn kia thôi, cung cấp độ ẩm này, rất là phù hợp với những làn da dễ bị kích ứng, và bởi vì nó có chiết xuất từ lá ngải cứu thế nên là nó sẽ làm dịu nhẹ da và đặc biệt phù hợp mỗi khi mà da của mọi người cảm thấy bị ngứa ngáy, khó chịu hay là kích ứng. Tất nhiên là lúc bình thường mọi người hoàn toàn có thể sử dụng được, và đây là cái cách mà Linh đã sử dụng em kem này trong năm vừa qua. Texture như kiểu hơi giữa gel và cream ấy, nói chung nó không cream hẳn, nó cũng không gel hẳn, nó ở giữa, màu của nó đi hơi trong trong, và cái texture của nó lúc cầm lên sờ lên ấy cảm thấy nó hơi dày một chút, nhưng mà lúc tán ra thì nó cũng thẩm thấu rất là nhanh, sẽ rất là phù hợp cho những bạn nào mà thuộc làn da hơi dễ bị nhạy cảm. Và mọi người có thể sử dụng em này khi mà da của mọi người kể cả đang bị mụn hay là sau mụn, nó đều rất là lành tính, và Linh cảm thấy là nó sẽ giúp cho da của mọi người được dễ chịu hơn rất là nhiều. Tất nhiên nếu như da của mọi người không phải da nhạy cảm hay gì thì đều sử dụng được, bởi vì Linh nhớ là bạn này sẽ dành cho mọi làn da bởi vì nó khá là lành tính luôn ấy. Thì bên cạnh đấy cũng có một loại khác mà Linh cũng rất là recommend cho những bạn nào mà da hay dễ bị nổi mụn và dễ bị dị ứng, đó chính là bạn La Roche-Posay Cica Plus Vòm B5. Bạn này đã cứu rỗi Linh trong mỗi lần mà Linh bị kích ứng da, tự dưng bị lên mụn hay là tự dưng bị mẩn đỏ mà nó hơi có chiều hướng là nặng hơn một chút, thì Linh sẽ thay vì dùng bạn này, Linh sẽ sử dụng qua bạn này để cho nó nhanh khỏi hơn. Bởi vì trong cái này thì dù sao thành phần của nó cũng có panthenol này, cũng như các cái thành phần chất mà nó sẽ khiến cho da của mình có thể xây dựng được một cái lớp hàng bảo vệ nhanh hơn cũng như là khỏe mạnh hơn, nên có để mỗi khi mà da có vấn đề ấy, thì mọi người sẽ có ngay một cái em gọi là kiểu SOS có thể giúp mọi người ngay tức khắc, kiểu búng tay một cái là xong việc. Thì đó sẽ chính là bạn này nhá. Kem chống nắng. Kem chống nắng thì thực ra có hai cái loại mà Linh cảm thấy khá là ưa thích. Đối với kem chống nắng thì dự là Linh dùng rất là nhiều loại khác nhau. Những cái loại mà Linh không nhắc ở trong video ngày hôm nay không phải là Linh không thích nhất, nhưng mà cái mà Linh thường tìm tới ở kem chống nắng ấy, ngoài cái tác dụng mà tất nhiên là để chống nắng này hay là hàng rào bảo vệ tốt, thì Linh cảm giác mà để mà mình sử dụng kem chống nắng được thường xuyên nhất và đầy đủ nhất á, thì Linh luôn hướng tới những cái loại kem chống nắng mà nó có cái cấu tạo hơi giống như là mình đang sử dụng kem dưỡng. Và bất cứ cái loại nào, kem chống nắng nào mà có cái texture, có cái cấu tạo như thế thì luôn luôn chiếm được tình cảm của Linh rất là nhiều. Và đây chính là hai bạn đó. Trong năm vừa qua thì Linh cảm thấy thích nhất hai bạn này, bởi vì ngoài những cái tác dụng mà kiểu thành phần super rồi chống nắng siêu hoàn hảo rồi các thứ này kia, thì đây là hai bạn mà Linh cảm thấy là bôi như là kem dưỡng, và khi mà mình sử dụng á, mình cảm thấy khá là enjoy để mình bôi lên mặt. Bởi vì mọi người biết đấy, kem chống nắng thì ai cũng sẽ kiểu như là như kiểu đi cầu nguyện hàng ngày đó, giống như kiểu hàng ngày là đều phải niệm thần chú là tôi phải bôi kem chống nắng mỗi ngày. Nhưng mà để bôi được mỗi ngày thì nó phải có một cái gì đấy mà khiến mình thích thì mình mới bôi hàng ngày, đúng không? Thì đấy chính là hai bạn này. Thì một bạn là của Sunbami có tên là Trusica Mineral 100 Calming Sunscreen, và một bạn thì có tên là của Anessa's Whitening UV Sunscreen Gel. Texture rất chi là dễ chịu, nó không để lại cái vệt trắng ở trên da này, bôi da rất là dễ tán. Mùi của hai bạn này thì đều rất là dễ chịu, đặc biệt là cái bạn Trusica của Sunbami nữa, thì nó sẽ khiến cho mình chăm bôi kem chống nắng nhiều hơn và mình sẽ không bị quên, bởi vì đây là hai cái cấu tạo kem chống nắng mà mình cảm thấy là phù hợp với cả da của mình nhất, thích nhất. Nó không khiến cho mình bị lên mụn, nó không khiến cho mình bị bí da, và nó sẽ giúp mình bảo vệ cũng như là giúp cho mình
đỡ bị lão hóa, đỡ bị già. Mọi người nhớ là bôi ở trên mặt, nhớ bôi ở dưới cổ nữa. Từ hồi mà sau 25 tuổi trở đi, Linh cảm thấy là các nếp nhăn, các thứ dưới cổ ấy nó hiện hữu lên rất là nhiều. Tại đấy Linh cố bôi xuống rồi nhưng mà nói chung là vẫn sẽ có, không biết làm nào để hết. Nhưng mà dù sao thì nếu như mọi người đã bôi kem chống nắng từ sớm thì nhớ bôi từ đây luôn, để đến năm 25 tuổi không phải ngồi hối tiếc là sao hồi trước mình không bôi dưới cổ ấy. Linh sẽ dành thời gian nói về phần mist, những cái loại mà xịt khoáng các thứ này nọ. Linh có rất là nhiều, Linh sẽ hẹn mọi người trong một cái video review tất tần tật các loại xịt khoáng. Nhưng mà hai cái bạn này Linh lựa ra là bởi vì hầu hết Linh sẽ sử dụng nó khá là nhiều, tức là sử dụng lập đi lập lại khá là nhiều trong năm vừa qua. Xứng danh hai đồng chí này đó chính là bạn Cerozinc của La Roche-Posay và bên cạnh khác là bạn Claire's Fundamental Ampoule Mist. Nói về bạn La Roche-Posay Cerozinc thì anyway, xịt khoáng chủ yếu nó sẽ là cung cấp độ ẩm tức thì, cái này thì ai cũng biết rồi, Linh không nói gì nhiều nữa. Nhưng bạn này là bạn mà Linh cảm thấy kiểu như là có niềm tin mãnh liệt và rất là tận hưởng mỗi lần mà Linh sử dụng trong năm vừa rồi, là bởi vì trong này nó có thêm thành phần là zinc. Nó rất là phù hợp để cho những cái làn da mà đang bị kích ứng hoặc là dễ bị kích ứng hoặc là dành cho da mụn. Và thực sự bởi vì trong này có zinc thế nên nó sẽ rất là phù hợp, nó sẽ khiến cho da của mày đỡ mụn hơn nữa. Thế mình cảm thấy là ngoài cái việc là mình sử dụng nước xịt khoáng để cung cấp độ ẩm thêm thì mình còn có thể giúp cho da của mình đỡ bị dầu nhờn hơn này, hoặc là mình giúp cho da của mình nó thông thoáng hơn. Có kiểu size to, size bé, size vừa có hết. Và đây là cái loại xịt khoáng mà Linh rất 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 là thích của năm 2020, là Claire's Fundamental Ampoule Mist. Bạn này thì nó sẽ có nhiều cái phần gọi là dưỡng chất hơn. Và đây là một cái loại mà nói chung là nước xịt khoáng mà Linh cảm thấy là nó có rất là nhiều cái độ ẩm, nhưng mà xịt lên da nó không bị nhờn quá, nó không bị nhớt quá, nó không bị quá là nhiều độ ẩm. Nó cung cấp một cái độ ẩm rất là vừa đủ, nhưng nhiều hơn những loại nước xịt khoáng khác mà Linh từng biết. Có mỗi một cái mà Linh không thích đó chính là cái phun xịt thôi. Cái này xịt nó không được ra những cái tia nhỏ lắm và nó hơi to. Thế nên đại loại là lúc xịt lên thì nó hơi kiểu như kiểu mình đập nước, hất nước vào mặt ấy. Phần cuối cùng mà Linh muốn nhắc tới thì nó sẽ chuyên dành cho da mụn hơn, đó chính là cái những cái loại mà kiểu như là miếng dán mụn như thế này. Thực ra thì có một cái loại khác nữa nhưng mà Linh bị dùng hết rồi, thế nên Linh sẽ insert hình thêm sau cho mọi người. Nhưng mà cái loại mà Linh vẫn đang có đây thì là của By Which Strain, có tên là Clear Skin Shell Patch. Loại này thì nói chung là những cái mà dạng miếng hút mụn ấy thì nó sẽ có những cái patch gọi là hydrochloride. Linh nghĩ là hydrochloride patch, mình đọc như thế đấy, nếu mà Linh phát âm sai thì mọi người thông cảm nhá. Mà anyway thì cái này Linh thấy là nó có khả năng hút được mụn cũng như là mủ mụn khá là tốt. Và nó kiểu nói chung là nó không bị quá là dày. Và Linh thấy là sử dụng bạn này mỗi khi mà Linh mới nặn mụn xong này, hoặc là Linh nặn mụn chưa hết, hoặc là có những cái vết mụn hở mà mình muốn hút những cái mụn ra, thì Linh dán bạn này lên nó rất là tuyệt vời. Sau đến hôm sau là nó hút hết ra những cái đấy và khiến cho cái mụn của mình nó xẹp đi hẳn và nó lành lại nhanh hơn. Đáng tiền nhất, đáng mua nhất và đáng được xưng danh xưng tên trong cái danh sách Best of 2020 thuộc hạng mục skincare năm nay. Và Linh đã vừa mới đi qua với cả mọi người cùng tầm, chắc Linh nghĩ tầm 20 món đồ dưỡng da skincare mà mình đã gọi là tận hưởng sử dụng nhất cũng như là thích nhất trong năm 2020 vừa qua. Linh mong là sau cái video này thì mọi người sẽ tìm ra cũng như là khám phá ra, hoặc là tìm được những cái sản phẩm skincare mà Linh nghĩ là tốt nhất dành cho da thuộc giống loại da của Linh. Và mong là trong năm 2021 sắp tới thì sẽ có thêm những sản phẩm skincare khác khiến mình kiểu wow, nhung nhớ nhất, tận hưởng sử dụng nó nhất, để mình có thể làm tiếp series Best of 2020 skincare trong năm tới nhá. Còn bây giờ thì Linh sẽ phải tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Rất là cảm ơn mọi người vì đã dành nhiều thời gian để xem video này cùng với cả Linh. Và đừng quên chia sẻ với cả Linh ở phần comment bên dưới những cái sản phẩm skincare hay là make up mà mọi người yêu thích nhất trong năm 2020 vừa rồi. Bây giờ thì Linh sẽ phải tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Mọi người nhớ subscribe, like cho video của Linh để bọn mình có thể gặp lại nhau nhiều hơn trong năm 2021 sắp tới này nhá. Và chúc mọi người sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hay là một đêm thật là vui vẻ. Anyway, một gì đấy vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo. Bye bye.